giọng. Bởi vậy nó chồng nó tốn biết bao nhiêu phân rồi. Tốn tiền không đủ tiền phân ấy. Không bỏ gì đâu. Chỉ như đồ ăn chán này chán. Một đắng rồi. Đắng hôm qua vứt cả đống này là đấy, nó thối hết rồi. Hai rồi đâu có ăn rồi vứt cả một đống nó chôn. Không, xào với trứng đi. Cái này đúng em trai chồng. Em Vinh chồng. Cái gì cũng ăn biết nó ngon. Không mà thằng này nó mát tay nó chồng lên á. Nó chồng lên chứ nhiều người nó cũng không có lên đâu. Cái này hơi già hay là chắc trái non. Thì bởi vì có mấy nó là trái đến già rồi chắc kia kìa. Nhìn là thấy rồi. Là lấy hai trái đi. Không nó già ăn không được đâu. Nó già ăn mất ngon. Em chơi chồng. Thằng này chắc nó thiết không à, nó bỏ để cho nó lớn. Không phải, con lấy trái đó, con lấy trái đó. Trái đó, ừ, trái đó ăn dừa đó.